Toàn xin mến chào toàn thể cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại nhà tù Hỏa Lò, là một trong những di tích lịch sử đã được xếp hạng. Và nhà tù Hỏa Lò là ở số 1 của phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn có dịp đến đây nhà tù Hỏa Lò thì muốn gửi một số hình ảnh đến một khán thính giả nhờ Minh Toàn đến nhà tù Hỏa Lò để quay về nhà tù Hỏa Lò này. Tiên thể Minh Toàn sẽ chia sẻ một số hình ảnh về nhà tù Hỏa Lò đến cô chú và các anh chị luôn. Trước khi vào nhà tù Hỏa Lò thì cô chú và anh chị cũng có thể chúng ta đi theo đoàn hoặc chúng ta đi theo cá nhân thì chúng ta đến cái quầy bán vé đằng trước đây, cái quầy bán vé ở đây, và chúng ta mua vé. Thì Minh Toàn đã mua vé ở đây rồi. Giá vé ở đây là vé tham quan là 30.000 đồng. Và cái giờ mở cửa của nhà tù Lò là từ 8 giờ đến 17 giờ hàng tuần, hàng ngày. Và nếu ngày lễ thì có thể là thay đổi. Thế bây giờ Minh Toàn xin mời cô chú anh chị chúng ta vào nhà tù Lò nhé. Anh nhận vé là đi hướng nào? Đi bên này trước ạ. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ đi đây. Ra khu này, đây, toàn bộ ở đây là cô chú anh chị nhìn thấy các du khách của nước ngoài để thăm nhà tù Hỏa Lò. Mời xem từ đây, ở trong này là có các biển chỉ dẫn. Trong này là trưng bày các cái hình ảnh của nhà tù Hỏa Lò. Và đầu tiên đập vào mắt của chúng ta là cái lò. Đây, nhà tù Hỏa Lò. Chúng ta đọc vào cái giới thiệu này một chút này. Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng năm 1896 trên đất làng Phú Khánh, vốn thuộc tổng Vĩnh Sương, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Phú Khánh nguyên là hai thôn Nguyên Khánh và Nam Phú hợp nhất, và đến thế kỷ 19, làng Phú Khánh là nơi duy nhất ở kinh Thăng Long có nghề thủ công truyền thống, chuyên làm các loại đồ gia dụng như siêu ấm, bếp lò bằng đất nung, nên còn có tên nôm là làng Hỏa Lò. Những sản phẩm thủ công khi thực dân Pháp chiếm đóng Hà Nội thì chúng ta đã cho di chuyển toàn bộ dân làng những ngôi đình chùa cổ kính làng phụ, vân vân. Nhà tù Hỏa Lò có tổng diện tích là 12.908 m², là một trong những nhà tù lớn và kiên cố bậc nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Như vậy, kể từ năm 896, người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đã vĩnh viễn mất đi một ngôi làng cổ có nghề thủ công truyền thống lâu đời. Đấy là tổng quan về nhà tù Hỏa Lò có diện tích là 12.908 m². Bây giờ xin mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp với Minh Toàn nhé. Mời xem tiếp. Trong này thì có màn hình để chúng ta du khách để xem. Còn vào đây là tiếp tục toàn cảnh nhà tù Hỏa Lò. Tỷ lệ này là 1:70. Các hình ảnh về nhà tù Hỏa Lò.
Anh chị chúng ta đi tiếp. Trưng bày các cái cổ vật. Đây. Như đây là chậu nhà bếp dùng đựng cơm cho tù chính trị. Cái này là chậu đựng cơm mà đựng canh cho tù chính trị. This is about like 60 different people. They are not criminals. Còn đây là cái gì? Đây là một bộ quần áo. Bộ quần áo này là tù chính trị sử dụng trong nhà tù. Còn chăn là tù chính trị sử dụng trong nhà tù. Chăn này gọi là chăn chiên. Bát đĩa thì là tù chính trị sử dụng trong nhà tù. Ngày xưa lấy cái gáo dừa xong rồi làm bát và đĩa như là thìa. Đây chúng ta vào, đây là cái khu trại giam. Trại giam Nam. Wow. Và đây thì đập vào mặt chúng ta là hai bên của cái khu trại giam. Đây là cái gì? Không lên khu vực này. Đây là nhà sĩ. Người gầy dơ xương luôn. Hình như là em gái Tây có vẻ ngơ ngác trước những cái hình ảnh như thế này luôn, mình toàn ngơ ngác luôn. Ồ, đây có cái lộ thông gió này. Đó, lộ thông gió. Trong nhà tù này thì bây giờ có điều hòa là dành cho du khách thôi, chứ còn ngày xưa là không có điều hòa. Song sắt được làm rất là kiên cố luôn.
Đây, mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp ở đây. Mà bây giờ đi tiếp ở đây thì Minh Toàn sẽ dừng cái video này ở đây và sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo về nhà tù Hỏa Lò. Nếu cô chú anh chị mà quan tâm về nhà tù Hỏa Lò, rất mong cô chú đăng ký kênh miễn phí để chúng ta là người đầu tiên được xem những hình ảnh khi mà mình Toàn post những cái video lên về nhà tù Hỏa Lò nói riêng và về cuộc sống của Việt Nam cũng như cuộc sống Hà Nội, Hà Long nói chung. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Nếu cô chú anh chị có cái nhận xét gì về cái nơi giam giữ tù nhân chính trị này thì xin để lại bình luận ở dưới video để chúng ta cùng biết thêm về cái nhà tù chính trị, cái nơi giam những tù nhân chính trị này nhé. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.